Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay cho bạn mẫu đun tròn chân vàng mới bên mình nhé. Mẫu này có 4 chân nữa các bạn ạ. Để mình sẽ quay gần cho bạn xem. Đây là đun một đun 80cm nhé. Ngoài ra bên mình có nhận đặt 80, 1m, 1m2 nhé các bạn. Đây các bạn ý này. Đây, sơn đính vàng này. Rất thì là điệu nhé, đẹp. Thêm cái điểm nhấn là điểm chỗ là chân vàng in ốc tĩnh điện nhá. Đây là màu xanh cổ Việt này. Ngoài ra còn có màu xám này. Các loại màu khác màu nào cũng có nhá. Thì các bạn cần tư vấn về màu sắc gì thì các bạn cứ bảo mình nhá. Cái hàng này mới nên là mình cứ làm sẵn vài mẫu thì mình tiện mình quay hình cho các bạn để các bạn tham khảo thôi. Thì hôm nào nó kiểu bán được nhiều rồi thì mình sẽ làm nhiều thể hình ảnh về màu sắc khác nhau để các bạn tham khảo nhá. Đấy, quay có cái dáng này cho các bạn xem. Thì các bạn cần hỗ trợ ai nhắn tin thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nhá. Mình quay một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.